Xin chào các bạn đến với Kênh New 24 h kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm vào những tin tức nổi bật có trong ngày. Ôn ào Khánh Vân bị tố nhóng nhéo trai có bổ, nam chính công khai bênh vực, chủ bài đăng vừa xin lỗi đã bóc phốt tiếp. Có vẻ như đến ngày cuối cùng của năm 2020, netizen vẫn không thể ngừng hit drama đến từ những group anti mà cụ thể là loạt bài đăng liên quan đến Khánh Vân, sau khi tham gia chương trình sao nhập ngũ, những ồn ào cứ liên tiếp ập đến với nữ diễn viên mắt biếc. Mới đây nhất, trong khuya ngày 30 tháng 12, cô nàng bất ngờ bị KV, bạn gái của Phát La, tố thường xuyên nhắn tin nhõng nhéo anh chàng. Sự việc tưởng trừ khép lại khi KV xóa bài viết tố Khánh Vân trên nhóm Antifan, thì đâu đó một tiếng sau, KV tiếp tục đăng liên tiếp nhiều bài viết khác, khiến cư dân mạng như bị xoay vòng vòng. Đầu tiên, KV đăng bài viết tố Khánh Vân nhắn tin nhõng nhẽo với bạn trai mình khánh vân chính thức lên tiếng trả lời rằng người cô nhắn tin đó chính là phát la người anh thân thiết trong nghề chính khánh vân cũng biết mối quan hệ của phát la và bạn gái trong đoạn tin nhắn nói chuyện với phát la khánh vân có nhắc nhở đưa bơ cho bạn gái ăn sau đó khánh vân và kv bạn gái phát la có nói chuyện với nhau cả hai giải quyết hiểu lầm và khánh vân có đăng story giải thích những đoạn chat cô cho rằng đó là món quà gửi tặng đồng nghiệp thân thiết không riêng phát la mà cả lâm vĩ dạ quản lý trấn thành harry won cũng nhận được về phía KV, cô nàng cũng xóa bài đăng trên group anti-fan. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc thì KV bất ngờ tiếp tục tung những đoạn chat khác của Khánh Vân và Phát La. Theo đó, KV cho rằng Khánh Vân đã đăng story như là đổ lỗi cho mình. Cùng thời điểm, Phát La cũng có động thái trên Instagram nói là repost bài đăng của Khánh Vân và ghi caption tội nghiệp con bé gặp đủ thứ chuyện trên đời. Chưa dừng lại, KV bạn gái Phát La đăng thêm một bài viết giải thích trước nghi vấn đang dắt mũi mọi người anti Khánh Vân. Bắt đầu người này định nhờ chị họ của Khánh Vân đăng bài giúp, tuy nhiên vì thấy kỳ nên dùng nick chính chủ. Nhiều cư dân mạng đọc xong lại chẳng hiểu rốt cuộc KV đang muốn diễn đạt điều gì. Cuối cùng, KV tiếp tục tung toàn bộ cuộc nói chuyện của mình và Khánh Vân lên group Antifan. Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang chia thành nhiều lùng ý kiến tranh cãi. Một mặt cho rằng các tin nhắn của Khánh Vân đặt trong hoàn cảnh phát la đã có bạn gái cũng dễ gây hiểu lầm mặt khác lại cho rằng KV đang quá nhạy cảm vì những đoạn đó chưa hề đi qua giới hạn và họ chỉ là những đồng nghiệp thân thiết không rõ ôn ao lần này sẽ đi đến đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kinh New 24 giờ nhé.